thứ 6 trong chuỗi diệt mỡ cho các mẹ sau sinh. Chúng ta đã tập thế nào rồi ạ? Đã ăn uống thế nào rồi và chăm em bé như thế nào rồi? Nếu mà bạn còn đang có bất cứ cái vấn đề gì cần hỏi, cần thắc mắc để liên quan đến cái chế độ mà giảm mỡ sau sinh và có nhiều sữa cho em bé thì hãy inbox hoặc là comment xuống bên dưới để cho Yến có thể hỗ trợ được bạn nha. Bởi vì bây giờ Yến cũng đang trong cái chế độ như vậy. Ok, chúng ta bắt đầu ngày tập thứ 6 này nào. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với bài phục ở tư thế đứng. Bụng còn đang rất là nhiều mỡ, ngấn. Nhưng mà không sao, tiến lên để làm động lực cho chị em. Và chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi, được không nào? Mới sinh xong 3 tháng mà, cho nên là không thể đòi hỏi nhiều được. Thực ra là có rất là nhiều người họ sẽ có thể là đẹp hơn đấy. Nhưng mà tại vì đã 3 tháng vừa rồi, mình cho phép cơ thể của mình hoàn toàn được thả lỏng, hoàn toàn được thoải mái. Đó, lại còn dính vào dịp Tết nữa chứ. Cho nên là mình để cho mình 3 tháng được nghỉ ngơi để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho em bé. Bây giờ thì mình quay lại, chúng ta sẽ cùng thay đổi nha, cùng thay đổi chắc chắn rồi. Chúng ta không cần tập nhanh đâu ạ, làm từng động tác. Bụng ở tư thế nằm hay là tư thế quỳ sẽ đòi hỏi chúng ta cần có sức khỏe tốt hơn.
Và bạn lưu ý nha, để giảm mỡ, giảm cân thì tập luyện nó là một phần thôi. Phần nhiều hơn nó đến từ bạn kiểm soát chế độ ăn uống. Điều này chắc là bạn nghe nhiều rồi đúng không nào? Thế nên là hãy kiểm soát chế độ ăn của mình nha. Mở rộng chân ra hai bên nhé cả nhà. Ok, bài tập bụng hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Gặp lại bạn ở ngày thứ 7 của giảm mỡ cho các mẹ sau sinh. Ok, chúc mừng bạn đã hoàn thành buổi tập ngày hôm nay. Buổi tập hôm nay đơn giản, nhẹ nhàng đúng không nào? Bởi vì là Yến không muốn chúng ta bị quá áp lực khi mà chúng ta mới bắt đầu quay trở lại tập luyện sau sinh. Và bài tập này không chỉ dành cho các mẹ sau sinh nhá, cả những người mà đang còn thừa nhiều cân, nhiều mỡ quá, chúng ta cũng nên tập bài này. Bởi vì nó nhẹ nhàng và dành cho những người gần như là mới bắt đầu vậy. Và nếu mà chúng ta còn bất cứ cái thắc mắc gì thì hãy inbox ngay cho Yến thì Yến có thể hỗ trợ mọi người giảm cân giảm mỡ hiệu quả nha. Hãy like, share, subscribe kênh Fit You và chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong chuỗi series diệt mỡ cho các mẹ sau sinh.